Lễ bế mạc Liên hoan ảo thuật toàn quốc lần thứ tư năm 2023 đã diễn ra tại Nhà hát thành phố. Những giải thưởng xứng đáng đã tìm được chủ nhân cho mùa giải năm nay. Với sự tham gia của 13 đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa cùng 29 tiết mục biểu diễn ảo thuật đặc sắc, các đội thi được chia làm 3 bảng tranh tài từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Bên cạnh yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, sự sáng tạo, thì việc lựa chọn nội dung ý nghĩa và hấp dẫn cho tiết mục dự thi cũng là tiêu chí được ban tổ chức đặt ra. Nhiều tiết mục kết hợp yếu tố văn hóa cùng với ảo thuật đã mang đến những ấn tượng và mới lạ cho Liên hoan năm nay. Liên hoan đã trao 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và một giải đạo diễn xuất sắc nhất. Liên hoan còn là dịp để đánh giá thực trạng đội ngũ nghệ sĩ ảo thuật hiện nay, tìm kiếm những tài năng mới, từ đó có những biện pháp thúc đẩy bồi dưỡng, đào tạo lực lượng nghệ sĩ ảo thuật của nước ta.